Để phục hồi những cây lan từ rừng mới về nhanh nhất, sau đây là một số những đặc điểm cần lưu ý. Nào, hãy đi theo em. Những cây lan từ rừng mới về của hoa lan Trần Hiếu. Hoa lan Trần Hiếu sẽ để khô và cắt tỉa những cái rễ, những cái lá thối đi. Sau đó dùng đá thấm thủy để trồng lại. Đá thấm thủy đặc điểm thấm nước, giữ ẩm trong một thời gian dài, rất nhiều khoáng, vi lượng, canxi, là một loại giá thể rất là sạch sẽ. Những cây lan đang yếu rất cần đến. Vì vậy đá thấm thủy luôn là lựa của hoa lan Trần Hiếu dành cho những bạn lan mới từ rừng về. Cả nhà hãy thử và cảm nhận để xem những cây lan của cả nhà phục hồi như thế nào. Hãy đón chờ những review tiếp theo của hoa lan Trần Hiếu về sự phục hồi của các bạn đấy sau một khoảng thời gian. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.